Thưa quý vị, bao loại mỹ phẩm chăm sóc da, tái tạo da với giá đắt được sản xuất ở trong nước đã được cấp phép trên thị trường từ nhiều năm nay, thế nhưng lại chứa hàm lượng chất thủy ngân gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người khi mà sử dụng. Và đáng tiếc, vụ việc này chỉ mới được phát hiện và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có quyết định là đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc bao loại mỹ phẩm độc hại này. Đó là ba loại mỹ phẩm chăm sóc da do công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Việt sản xuất có hàm lượng thủy ngân vượt quá giới hạn cho phép. Các sản phẩm bị thu hồi là Cream New White Top Effective After 5 Days, Cream Victory Top Effective After 5 Days và Kem Tàn Nhang Tái Tạo Ngừa Lão Hóa Lavis. Các sản phẩm này được sản xuất tại chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Việt ở địa chỉ số 60 18, tổ 28, khu phố 5, phường Trạng Giải, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Việt phải tiến hành thu hồi 3 sản phẩm trên toàn quốc đồng thời yêu cầu công ty này phải gửi thông báo tới những nơi phân phối sử dụng ba loại mỹ phẩm trên sở y tế tỉnh đồng nai phải giám sát việc thực hiện chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh mỹ phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hoa việt Theo quy định của Bộ Y tế có 3 kim loại nặng bị giới hạn trong mỹ phẩm là trì, thủy ngân, asen. À, theo đó thì giới hạn thủy ngân ở Việt Nam cũng như ở trong khu vực ASEAN trong mỹ phẩm không được quá 1 phần triệu. Thủy ngân là chất cực độc thâm nhập vào cơ thể con người qua da, đường hô hấp à, và có thể gây ho, đau ngực, giảm trí nhớ, sảy thai, khuyết tật thai nhi, ngộ độc dẫn đến tử vong. Và cũng theo các chuyên gia y tế thì thủy ngân là một chất có tác dụng là ngăn các sắc tố phát triển và chính vì thế mà khiến da trắng sáng hơn thủy ngân vô cơ thẩm thấu qua da, bài tiết qua nước tiểu, mồ hôi hoặc là sữa mẹ. Những độc thủy ngân có tác hại nghiêm trọng đối với hệ thần kinh và gây ra những chứng như là mệt mỏi, trầm cảm hay là bị chóng mặt, đau đầu và thậm chí là làm suy thận.